theo thôi. Cái này là no chứ mày. Cái bánh này nè là không dưới 10 lần. Đem về nó đưa cho đứa nào ngọt lắm mà mình ngồi ăn hồi sinh rồi. Ok, chào mọi người. Hôm nay là ba anh em nhà N16 gì tụ họp lại đây. Đi vô review cho bạn coi một cái tiệm bánh khủng nhất của California luôn, khủng nhất luôn. Nhưng mà cái hay ở chỗ lý do tại sao mời các bạn đến đây, Diệp biết tại sao không? Dạ không. Đây là một cái người Cuba đi tị nạn cộng sản và bây giờ đang làm chủ cái chuỗi tiệm bánh khủng khiếp này. Không có review vậy đó. Hôm nay đi tới đây ăn bánh nè, giới thiệu cho một cái người thành đạt. Đồ chỉ có nước Mỹ nó mới cho người ta cái cơ hội, một cái người nhập cư. Thấy gì không? Nguyên cái building này á, đâu ai nghĩ tiệm bánh đâu đúng không? Rồi người ta sẽ nghĩ là một cái khu thương mại, rồi có nhiều cái người này kia coi không? Cái là con mắt của người bình thường. Tại sao hôm nay mình tới đây? Cái chỗ này á, là một cái tiệm bánh. Nếu mà nói đúng hơn là nhà máy bánh mới đúng. Đúng rồi. Ok, ở đây là cái tiệm bánh, nó tên là Porto á, nó nằm ở thành phố Phnom Penh. Đó, YouTube mà nói là đời sống Mỹ á, phải nói như vậy. Tại sao mà mình quay cái này cho tất cả quý vị đều coi? À, có nhiều người ở Mỹ cũng không biết nữa, không hiểu được cái giá trị. Đúng không? Thì á, chủ nhân của nơi này á là một người Cuba nhập cư. Nó không giống như mấy Việt Nam mình tị nạn cộng sản thôi, đúng không? Nhưng mà mỗi người sẽ thành công trong một cái vấn đề khác nhau. Thì cái nơi này đó, nó chỉ có nước Mỹ nó mới tạo lên được những cái điều mà người khác ở những nơi khác có thể nghĩ đến. Là đây là một cái tiệm bánh mà do chủ nhân là một người nhập cư, người Cuba, đúng không? Ta tới đây thì cái sự thành công của người ta ở đây đó, thì quay lên cho quý vị thấy. Thử không? Ai đến đây cũng mua bánh ăn đó. Có những người mua đây mua bánh ăn không phải vì gì ngon, mà mua bánh là vì cái sự ủng hộ. Có những người tới đây giống như mình vậy, mình nói thiệt cũng quá bánh rồi, mình cũng không thích đâu. Tại vì cái kiểu cái văn hóa ăn nó khác nhau. Mấy bà Việt Nam mình cũng dễ vậy, ăn vô chê lạc, chê ngọt, con khỉ tùm lum la. Nhưng mà người ta mua, người ta ăn bởi vì cái sự lạ, sự hiếu kỳ và một cái sự ngưỡng mộ. Rồi xong. Ok, bây giờ mình vô. Đây là đồng bọn. Ê, cái kiến trúc này là mới á. Đẹp quá không? Cái kiến trúc. Họ có 5-4 location tất cả. Mỗi location đều bự như nhau hết. Mỗi location đều bự như nhau như vậy hết. Không có chơi nhỏ. 4 cái hả? Cái bà chủ này á, photo này á, là bắt đầu từ một cái nhà bếp nhỏ của mình ở Silver Lake, tức là ở North LA, nó nằm giữa Hollywood Hills với lại Downtown LA. Silver Lake á? Silver Lake Wood. Ok. Đó thôi. Có cái hồ đẹp lắm. Đúng rồi, có cái hồ đẹp, giống hồ chứa nước cho cái vùng đó thôi. Ok, let's go. Đây là đoàn khách du lịch đến từ Trung Đông. Hai vườn. Hai. Hai. Cái này là cái người bảo đồ bà chủ. Bà chủ đó. Bà chủ đó. Ở đây nè. Bà chủ Rosa Maradona Porto. Cái này gọi là văn hóa của mấy người thuộc địa. Là mấy quốc gia mà chơi mấy quốc gia mà chơi với Tây với Bồ Đào Nha là văn hóa ăn bánh mì, đúng không? Từ cái một bánh mì nó mới đẻ ra nhiều bánh khác. Đó, bà chủ đó. Bakery nè, rồi cake nè, bên kia là cà phê. Cốt. Nó đưa cái số đứng đây chờ nó gọi phải không? Nó gọi tên. Bắt đầu cái gì gì vô tới rồi bắt đầu mình chỉ. Mình muốn bánh nào mình chỉ, người ta ghi xuống, người ta sẽ lấy ra đưa cho mình. Ok. Cái bịch này hơi bị khiêm tốn so với mấy người khác ha. Thấy không? Nhưng mà bịch ta đẹp. Rồi, được rồi. Cho miếng đi. Ủa, kì. Này là cái bánh này nè là không dưới 10 lần.
đem về nó đưa cho đứa nào á, ngọt lắm mà mình ngồi ăn hồi sinh à. Cái này ở trong này có nhân dâu nè. Không, dâu cái đó giống như là hình như là em dâu hả? Dâu. Dâu à. Không phải dâu. Nó có ổi trong đó nữa. Công dụng quảng cáo rất là tuyệt vời. Rồi người ta đi chợ người ta xách theo. Hay không? Yeah, Ari. Thì đúng rồi, cái đó là chiến lược marketing. Bởi vì mới nói mình già mình làm túi canh bát á, người ta còn giữ lại nữa. Đúng rồi, túi mà túi giải á. Tùy theo giá trị sản phẩm nhưng mà nó như nè. Nhưng mà phải nói, phải coi cái văn hóa. Cái văn hóa mà của mấy nước nghèo á, bây giờ lại là bảo vệ môi trường. Hồi xưa mấy nước giàu á, là anh xài liền đúng không? Việt Nam mình á, nhớ Việt Nam mình không? Giữ lại cái bịch đúng không? Bây giờ người ta làm vậy đúng không? Là một cái. Nhưng mà văn hóa của Starbucks nó khác. Starbucks không có bịch nè. Bán lên cái vỏ. Không mua vỏ thôi, nó làm cho túi giấy xài xong liền. Mà giấy của cái giấy vàng á là nó phải nó liền cái này nó dễ phân hủy luôn. Không cái gì nó cảm giác của em cái bò hộp này với cái hộp 85 độ em cảm thấy sao? Không bưng công bình thôi nha, nói công bình thôi, mình không ai khen ai bỏ ai đó, muốn kia nhưng mà cái màu sắc nó mang kiểu Á Đông hơn. Đúng rồi. Dạ, cái này nhìn là nó ra phương Tây hơn nè. Nó ra phương Tây. Này phương Tây không? Cái màu nó kích thích vị giác cái này thì nó theo cái khoa học hơn. Cái của người ta làm nó cũng... mà anh thấy cái này biết sao không Diệp? Đưa cho chú Huy vẽ thêm 3 sọc nữa là đủ. Màu vàng là dễ tương. Không ăn gắt. Dạ. Anh nghe anh em mình nói đó là muốn vô thị trường Việt Nam nữa là thêm 3 sọc ở đâu đó. Không con cháu của bà. Cho con cháu của bà mới thêm 3 sọc vô. Đồng ý không Huy? Không đồng ý. Nếu như sau này em là đại lý của cái hãng bánh này thì em sẽ làm thêm 3 sọc đây. Nhưng mà em nghĩ nó có franchise không tiệm này? Chắc không, mình phải reset. Chắc chắn rồi. Mà bự gì ai franchise nổi? Bởi vậy. Ai mới là người, tại vì nó đòi hỏi là ai muốn franchise là phải bự gì á. Chỉ có nước là nhiều cổ phần thôi. Còn muốn franchise tiệm bánh này là phải bự gì đó. 25.000 square feet and up. Bao gồm cả khu vực factory, khu vực sáng phát triển chào. Trong bên nó có súp tiêu bệnh. Nó thơm nè. Đâu bánh nó không ngọt lắm mà. Bánh nó không vừa lắm. Slow restaurant. Cái này không phải chỉ là bánh ngọt không đâu nha, đồ ăn sáng nhẹ đó, bao gồm bánh mì kẹp thịt nguội, bánh mì thịt nguội, bánh mì chi đồ cái kiểu Cubano, nó có đặt trong đây hết hả? Có hết. Rồi nó có cơm nữa. Nhưng mà cơm đương nhiên là cơm nấu theo kiểu Cuba. Người Cuba cũng ăn cơm. Con Cuba ngon. Có khoai mì trong đó luôn. Ăn cơm vô đó đợi đi. Không đợi đi. Mọi người ăn không? Đợi gì nữa. Nó thích ăn có ăn. Hả? Thích ăn thì cứ vô đứng ngon rồi. Ừ, tại vì anh ăn bánh ngọt. Lần đầu tới rồi. Mặc dù là anh được ở đây lâu rồi, lần này lần thứ hai. Rất là ít nhiều người Việt Nam tới đây cho nên mình mới muốn giới thiệu người Việt Nam tới. Em biết mình đang ở location nào không? Ở chỗ này khu nhà giàu nữa, khu Disneyland. Không, cũng xa Disneyland khoảng 3-4 mai à. Nhưng mà chỗ này cách phở Holic 3 mai. Đây là đường Bistum. Đây là đường Bistum. Chỗ này cách phở Holic mới ở Rodeo 39 là 3 mai. Ở dưới đó chạy lên 3 mai nữa gì đó. Ngay trung tâm rồi. Thì đây là location rất, nhưng mà đối diện ở bên đường bên kia nó là một cái waterfall lớn đó, nó gọi là Berry Farm. Có trẻ em chơi mấy cái trò cảm giác mạnh giống như đầm sen, nó giống kiểu đầm sen vậy mà được. Giống như đầm sen mà bự hơn. Nó là cũng khi mà dân đi Disneyland nó họ sẽ mua nguyên một cái gối chung với nhau. Cái gói pocket đó là bao gồm đi vô Berry Farm này với lại đi Disneyland luôn, nó bán chung với nhau. Thành ra đấy, đó là lý do tại sao nó đặt cái tiệm bánh ở chỗ này. Nó nằm ngay trung tâm khu vui chơi luôn. Đó. Rồi. Nhưng mà lần đầu tiên thì tiệm bánh này là có từ năm 1960. Nghe không? Tiệm bánh này là của bà này tên là Porto luôn. Một cái người đi tị nạn cộng sản giống như Việt Nam mình. Đó là lý do tại sao mình đi đến đây. Thứ nhất là người tị nạn thành công mà chỉ với một cái món bánh, bán mấy cái bánh rất là bình thường thôi.
không tính ra bình thường thì không bình thường đâu, nhưng mà nó cũng rất là dễ ăn. Nhưng mà đặc biệt là người Mỹ, cộng đồng người nói tiếng Latin rất là ủng hộ. Hôm nay mình tới đây là thứ ba, nhưng mà thường thứ bảy chủ nhật là phải xếp hàng một tiếng đồng hồ mới vô tới cái chỗ lấy bánh đó. Hôm nay ngày thường mà anh thấy cũng đông quá trời. Nhưng mà em là em miss rồi hả, ngày thường là một tiếng đồng hồ đó, chỗ đậu xe mới đứng kia chạy vòng mới có chỗ đậu xe. Hồi đó nãy tới lúc giờ em chưa đông lắm, bây giờ khoảng bớt rồi đó. Chắc có lẽ Diệp không có thích mấy món này, cái này có vẻ là hơi ngọt với Diệp. Đối với anh cũng thấy hơi ngọt. Nó em ăn thấy vừa mà. Nhưng mà so với những cái loại bánh khác, như anh ăn mấy cái bánh khác thì bánh khác còn ngọt hơn nữa. Đúng rồi, bởi đúng vì rồi. Nó bản chất nó là bánh ngọt thì mình không có né nào khỏi. Em thấy vừa mình không quá ngọt. Rồi, bây giờ nói tới bao bì. Nãy kia nói bao bì, đưa cái bịch lên đi. Mà nãy giờ mình thấy có những có mình là khiêm tốn nhất phải không? Mấy cái người khác mỗi lần ra là một người 3-4 bịch đúng không? Dạ. 3-4 bịch thì không phải 4 bịch, 5 bịch thì cũng được. Ví dụ như bàn bên kia mấy cái bàn phía sau vậy rồi hai gia đình kia là một đống luôn. Giống bên kia mỗi người mình xung gấp 3 gấp 4 lần mình không à. Tại mình bụng quá. Em thấy bánh rẻ hơn 85. Rẻ hơn nhiều. Vậy hả? Em một cái bánh này em không có giữ được ship thôi. Nhưng mà nếu một lát mình sẽ mở cái bảng giá xuống cho mọi người coi cảm nhận về cái độ to nhỏ của những cái tiệm bánh khác về tiệm bánh này. Trời ơi, cái này là độ khủng quá khủng luôn à. Em chưa thấy tiệm bánh nào nó to vậy. Nó vừa to mà nó lại cái decor rất là đẹp nữa. Hồi nãy mấy anh Tuấn có quay cái decor của nó quá đẹp luôn. Và không những anh không quay mà quý vị cập nhật trên YouTube của cái trang của cái tiệm photo rồi quý vị vô đó thì mình là không chỉ làm cái chuyện dư thừa. Tại vì bộ phận quảng cáo họ đã quay hết detail rồi, trong sao rồi mà lát mình link cái đó vô quý vị cứ coi thôi. Mình không làm chuyện dư thừa. Người ta cứ nghĩ là một cái tiệm bánh thì nó sẽ làm những cái thứ đơn giản. Cái không mình chỉ cần mua order bánh rồi mình đem về ăn thôi. Yeah. Nhưng mà khi mình tới mình thấy giống như cái khách sạn ha. Nó làm giống như cái khách sạn quanh trái. Không, hồi nãy anh Quy nói là đây là một cái nhà máy bánh thì đúng rồi. Nhà máy bánh hả? Cái tiệm bánh. Làm tại nhỏ luôn. Tươi rối tại giờ. Lo mình đang nghe là lo bose. Ok. Lo bose. Thơm kiểu mẻ. Với lại cái gì có nước ổi nữa. Có nước ổi, có với bánh lại kêu xà lách nữa. Có bánh ngọt nhưng ổi. Có xà lách tí ổi. Ok, vậy mình ngưng đây đi, có cơm mình review tiếp rồi. Đó, Quy mua nước ổi nha. Mấy thịt bò hầm. Trò chơi thừa bé, anh Phu kéo mua cao. Nè, thằng bò muốn cái bật mò, cái này là cái mò nó ép lại đó. Thấy không? Đồ mà Việt Nam mình không có biết cái vụ cái mò này ha. Nhưng mà nó bằng chất liệu gì? Cái mò. Mò cao á, mò really? Mò cao mò dừa. Thiệt luôn hả? Cái quạt mò biết quạt mò bằng quạt không? Là đồ thiệt hay là giả? Đồ thiệt. Wow. Người ta lấy cái bẹ mà non á, ép thẳng nó ra là làm cái quạt đó luôn á. Còn cái này á là văn hóa những cái xứ biển. Cây dừa, cái mò cao xứ nhiệt đới á nè. Có chừng nó gãy à. Mẹ bởi vì đồ mua má bất kỳ ăn nam đô hộ hủ đồ má ngu lắm. Không biết cặn lên á. Chết. Còn mấy em gái nè. Ăn ăn coi miếng chuối nè. Ông Kiệp. Ê chuối ngon. Nhiều đề trời. Bà kêu nó kêu được lắm. Nè ăn thử chuối ơi. Lại. Nè chuối thiệt á. Chuối này là chuối này là chuối chuối mà dạng nó chuối nướng chuối chiên. Nhưng mà nè ăn cơm với chuối á ngon. Ở đây mấy con mẹ bất kỳ mấy người ăn cơm với chuối đồ miền Nam ăn cơm với chuối mấy chục năm đó là như trời cậu mẹ ngu cãi à. Chuối không mà đi qua Cuba học ăn cơm với chuối không biết vậy em đi học Cuba đi tới đất nước người ta mà đến biết văn hóa đến biết con mẹ vậy đó đậu ớt chuông chua ngọt nước ngon. Bỏ đi mà, bỏ kẹo theo. Còn cái đống mùi dùi đó là gì vậy? Thịt gà. Thịt bò. Thịt bò hầm á. Thịt bò hầm mềm mềm đó không? Bò lagu, kiểu lagu á. Ờ, với lại ớt chua. Đó. Hai anh em giờ ăn no rồi đi về nha quý vị. Với một cái mắt người bình thường này nhìn từ ngoài vô mình không nghĩ đây là tiệm bánh.
cho nên là rất là nhiều người Việt Nam mình không biết. Còn bên kia nữa kìa anh. Còn mình đi ra sao nữa, cái nhà, chỗ nhà máy của nó đó, đây là cái bên hông cái cửa đi vô nè. Anh bấm ngược lại không? Không, từ từ làm cái chậu mình hoành tráng.